Tịch Đại Nhật Ba Dương Dương khó hợp tác, Baby Tống Thiến tranh nhất tỷ, Tịnh Y khó chuyển hình. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Baby và Tống Thiến tranh nhất tỷ. Angelina Baby và Tống Thiến là đồng nghiệp cùng công ty, mối quan hệ có chút vi diệu. Đối với bên ngoài thì nhất tỷ của Duyệt Khải là Tống Thiến, nên có không ít quần chúng ăn dưa thấy đắng lòng thay cho Baby. Dù sao cô ấy còn từng là bà chủ của Châu Đông Vũ, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi, Baby còn phải xếp dưới Tống Thiến, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Còn về lý do Baby xuống cấp ở Duyệt Khải, cũng là vì cô ấy không còn được Huỳnh Hiểu Minh trợ lực. Tài nguyên của Baby không còn tốt như trước là thật, nhưng nhờ danh tiếng tích lũy bao năm nên vẫn có nhiều hậu bối hơi e ngại cô ấy. Cộng thêm việc có lưu lượng mạnh nên Angel Baby có thể phân cao thấp với Tống Thiến, đương nhiên cũng không cam tâm tình nguyện làm nhị tỷ của công ty. Hiện tại hai người này đều do đích thân Giả Dĩ Khải nâng đỡ. Tài nguyên được phân chia rất hợp lý, nhưng anh ta có thể kiểm soát được những tranh đấu nội bộ của họ. Nhưng ai thực sự là người cuối cùng thì chưa rõ. Danh tiếng của Cung Tuấn không tốt. Bộ phim mà Cung Tuấn và Dương Mịch hợp tác đang rất hot, ekip anh ấy vì muốn duy trì nhiệt độ nên không ngừng chia sẻ những hình ảnh ở trường quay. Lý do khiến đoàn đội Cung Tuấn rất để ý đến bộ phim này bởi vì sau Sơn Hà Lệnh anh ấy không có tác phẩm nào ổn cả. Giờ có thể hợp tác với một đỉnh lưu như Dương Mịch thì Cung Tuấn chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội. Dù sao thì danh tiếng của anh ấy trong giới không tốt lắm. Nhiều người đang tỏ thái độ coi thường, chê diễn xuất của anh ấy kém, thậm chí còn lôi tư liệu đen ngày trước ra mỉa mai. Cúc Tịnh Y khó chuyển hình. Cúc Tịnh Y thực sự có ý muốn chuyển hình, quay một bộ phim để có thể thể hiện được diễn xuất của cô ấy. Ekip cũng mua hot shot nói về diễn xuất của Cúc Tịnh Y, nhưng hiệu quả không tốt. Giờ muốn duy trì nhiệt độ vẫn phải dựa vào tiếp thị nhan sắc, các phương diện khác sẽ phải tốn nhiều công sức. Những kịch bản mà Cúc Tịnh Y nhận được hiện tại là kiểu rất đơn giản, không phải đại chế tác. Muốn chuyển hình thực sự rất khó, mà tạo hình cũng bị hạn chế nên sẽ gây ảnh hưởng đến việc chọn kịch bản, đúng là một con đường khó đi. Đoàn đội muốn Bạch Lộc đi sửa răng, dù sao thì đối với nghệ sĩ, răng cũng khá quan trọng. Tuy nhiên Bạch Lộc lại không đồng ý, cô ấy cho rằng đi sửa sẽ ảnh hưởng đến phong cách của bản thân. Không thể đạt thành việc hợp tác lần hai giữa Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba, vì ai cũng muốn nhất phiên, mà thủ lào thì cao quá mức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.